cho em đi. Để tôi mồi mời giờ chiến chín mà em đi đâu. 1 200k nữa kìa, 1.2 triệu. Wow, cảm ơn kéo trong thứ nha. Phiu. Đấy ơi. Cơm. Cơm. Ăn gì nào? Mì vằn thắn. Mì cay. Cơm rang rượu bò. Cơm rang xà xíu. Sao làm mấy thứ rẻ rẻ thế? Của hoàng đế. Tôi muốn ăn cả. Tôi mày đừng có bốc quét. Kinh thế. Mày kinh lắm, nhìn em nhìn thấy em biết rồi. Quá rồi, đã. Lên 9 rồi, chẳng mạnh. Ê, khắc tinh mình à? Ai dạ. Anh ơi! Pan giáp vàng hết cũng ngon á. Pan giáp vàng ok mà. Tớ buồn 5 lít nhở, thôi để mua thuốc thang đi em anh. Bình thường em khỏe mạnh thì anh nhận không sao. Đợt này đang như thế. Nhận của em mang tiếng, anh phải thăm lại ấy chứ. Ấy chứ. Ui. Ê, cái này không? Tí cái này không? Nhạc ra đất kinh. Làm tí nhạc ra anh không nhở? Đổi gió tí đi. Có hình ảnh em quay với á. Phải lấy hẹ đấy anh ạ, phải lấy hẹ sớm đấy. Lấy hẹ còn lấy cái này. Chả chắc trên bát luôn anh ạ, bát luôn được. Bắt được luôn mà. Em về quê rồi á, anh trên này không ai chăm được. Ở thế thì cố gắng tĩnh dưỡng thôi, bao giờ lên Hà Nội anh em mình ngồi tí nhỉ. Anh không sợ bị lừa à? Mid 4 có lên 3 à, chơi bát mà em. Thằng cái gì cơ, thôi thấy AK chấp đó đánh em kêu tiếp anh ơi à. nghịch lại. Nay slide trên tiền là slide ốm à? Không, không phải trên tiền nhưng mà vấn đề là em đang tai nạn như thế mình. Ê cái gì đấy? Đúng ra là mình thăm. Lucian có cái gì được không anh á? Lucian á? Lucian được. Chê kèo kìa, kèo có dùng thứ kìa. Hả? 4 vàng 3 sao 500k đấy. Thì tí nữa rôn S3 vài ra không? Giáp 3 không? Brick 3 cũng được mà nè. Các bạn là kiểu mình là cống hiến cho anh em mà chính ấy. Chứ nhiều khi thì tư bản thì cũng có lúc thôi. Chứ thực sự thì mình cống hiến một cống hiến nhiều hơn bạn ạ. Đấy. Mình chết não rồi, không biết chọn nói gì. Tiến. Cách được ra với ta anh ơi á. Hả? Cái gì? Tướng ra nhận là sao đấy? Tôi tiên đoán đây là một trận đấu đi cong với con tiếp ma của Sly à. Đi cong nào? Mình nhạc ra đầu cưng mới đi cong nào? Chôn à? Đi cong có thật ra. Top 1 một cụ từ nay cho kèo mà Sly chế hiểu. Ui không, không chế đâu. Cảm ơn anh Dương nhá. Nhận nha. Nhận luôn. Boom. Ôi một cụ là bao nhiêu cái đồ ăn đấy? Yếu đặt đồ ăn luôn. Đặt luôn. Đặt luôn đây em chờ cái gì đặt đồ ăn cái. Ăn gì nào? Mì vằn thắn. Mì cay. Cơm rang rượu bò. Cơm rang xà xíu. Sao làm mấy thứ rẻ rẻ thế? Của hoàng đế. Tôi muốn ăn cả. Quỳnh My cái Xuân gì? Là Xuân ca. Nhanh lên. Đặt hết cho em. Đi blue nhá, đánh bát thì blue nhá. Blue với cả tí thêm một cái mô thích nghề đẹp. Vẫn chưa thích đấu à? Sắp rồi anh em ơi, sắp rồi. Đừng nói câu lừa rồi. Cố gắng có một đi một cụ. Give me không like nữa à anh á? Give me... không like nữa em ạ. Give me giờ về đi học rồi. Lua, thật mà lua không? Cần nhất thiết blue có áo không? Chơi bát mà, không phải chơi mid-four đâu. Nanh đa số blue lại còn tí nữa mút thích nghi. Mắt tầm mà. Đúng rồi đấy. Ôi. Chơi phần cứng cho cứng à? Cứng sẵn rồi được không? Anh Phương chốt đơn. Nguyễn Thị Lệ Chi đã uy scan 10.000 đồng.
Anh chơi một trận Pentakill cho em xem đi. Cảm ơn đại chi nhá. Trận này thì anh không chơi được Pentakill rồi, chắc anh chơi ra rồi. Lần sau nhá. Nếu mà chi chứ chơi bài Pentakill thì có thể đến mình kèm riêng cũng được nhá. Kèm riêng được nhá. Khoản Pentakill thì mình giỏi lắm. Ai bên cạnh sao em tấu hài vậy á? À, thằng em mình nó cũng đang mình đang gọi là đẩy nó đi bút anh em. Cá nục nhá. Cá nục có tiêu nhá. Quay cái con cá đâu. Cá. Nghèo thì mình chê. Anh không nguội thôi. Kem cứ ăn đồ ăn ngon thì anh ăn cơm nguội được sao? Cơm quê chị béo rồi. Anh ăn cơm nguội á? Chưa. Được cả thằng láo. Thằng láo. Nó cho mày cơm nguội anh em ạ, cay thật. Chỉ là nỗi nhớ. Mày đứng đầu cuộc tình đã mà. Dạ màn. Xin 1 triệu không? Em nói em rồi. Cố gắng lên anh ơi, em tìm ăn xa xíu. Ở đây em ơi. Em tìm ăn xa xíu. Đồ như quần què em ơi. Hách à, có đâu Mỹ Duyên ơi. Không có, không có. Của ba hẹn anh ơi á. Đây năm hẹn ở đây. Không mình kìa. Đâu. Giờ Nam Bom ngồi uống rượu với cái pin thì sao nhỉ? Thì bình thường mà. Bình thường mà, hai anh em cũng bình thường mà sao đâu. Bỏ cây đi vào ông á. Bỏ cây đi thay ai? À tao tích à? Ừ nhờ. Sao vậy ăn? Hai cơm thịt chả lo lốt. Ê, được, 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 được. Sao sao vô giận không? Được hết. Thằng không có con bát à? Nhạc da nó cưng rồi, không có con bát mà. Thôi, sao sao vô giận thì tiền đi. Chơi cả... Cầu không? Cầu mạnh không? Không hề thiếu mấy con đấy thôi, giờ mình thiếu đúng con mít pho thôi. Bú nhá. Bú. Bú nhá. Gấu khoảng mỗi hơn chứ á. Hả? Cái gì? Bát á. Đây, một đòn. Ngon nha. Hai đòn. Ba đòn. Con mít con bát này nó cầm blue với cả đánh so đánh nó hay mà anh nhé. Ba đòn ra siêu một lần. Em chạy ra ngoài em đi. Bây giờ để em ăn thế xong người ta nhìn đánh giá anh bảo ông này nuôi thằng em thế nào cho nó ăn cơm bụi. Trời ơi, con mình cấp luôn không? Đang vui chết mình cấp luôn nhỉ? Cái việc lên 7, anh em biết vì sao mà không lên 7 không? Anh em biết mà vì sao mà chúng ta thường hay đốt 2 tiền ở 6 không? Bởi vì là chúng ta nghèo. Lên 7 chúng ta nghèo, có mấy đánh ở 6. Đấy, còn nếu như mà chúng ta giàu, chúng ta khỏe lên sư 7 mới đánh. Đúng không? Tại vì tiền ấy có thể kiếm lại được, nhưng mà chuỗi thì khó kiếm lắm. Cơm gần đây là có chuỗi sẽ có tiền nhá anh em nhá, có chuỗi là sẽ có tiền, còn không có chuỗi thì không có gì. Đừng dâu 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 em quá to thế. Bè tập trung của mình con kia trước anh em ạ. Ngon vậy. Được anh ơi, được anh ơi. Đợi mới nhờ. Anh em chọn giao hàng, tận 30-40 phút luôn hàng. Hết trận mới xong mà, đi gặp đi, ra tao vừa đấy. Gầy go thật à. Cơm gì? Thịt bình lợn bình thường thôi, bình dân thôi. Bình dân này nhá, cơm bát chỉ heo nhá. Bát chỉ thôi, rẻ rẻ thôi. Uaaaaa. Ăn, đặt luôn. Luôn. Áp voucher từ gần 200 còn 30. Còn đét. Cho vào đi. Hay là mình không có anh 7 nữa, anh 8 luôn nữa. Đầu điên à. Con lấy 2. Ê, hay là chơi lúc sửa nó không chơi mít pho không? Ê. Ê. Thầy mít pho á. Sao thì được anh em, mất một hệ, sao được. Chôn là cho ấy cầm đồ. Là gì? Cho sừng cầm đồ carry. Thôi để là sao thay được. Mà thôi, cho mít pho 3 ngon hơn. Vậy, ở phải 8 mà, thật ra thì sừng cầm đẹp hơn. Tại vì mít pho sắp phải được 3 rồi đấy. Chẳng có là cho bây giờ vào thì nó tích được số ấy, nó tích được cái điểm của cái nhạc gia đo cưng này thì mạnh. Top 1 yên anh ơi à, ngon, cảm ơn em nhá. Một yên cũng là quà, một yên cũng là quà. Ê,
Dồn. Bén. Cạn tiền. Cạn tiền, đẩy máu nó đi nhanh lên. Cạn tiền. Lên xong rồi lên đám. Đùi đi. Đánh. Từ cả tiền. Không già rồi. Ê. Này cũng chơi à? Vãi. Nghịch nhà. Nắp đi luôn. Nghịch. Bây giờ lắp hết đồ anh em ạ, giữ chữ thắng đã. Này cũng đông đầu chứ cùng mình được, giỏi thật thế. Cái phiệt nhỉ. Mình chốt từ đầu rồi vẫn đâm được. Lắp cái ấn như anh nhỉ. Mi for 2 rồi, một bàn 3, mi for 2. Ở đây sắp một con Eco nữa rồi này. Không trùng bài lắm. Vào, thậm chí cùng người vào. Lọt trên đấu cũng không. Còn đáng chết là không rồi. Mình nhận được CC đi. CC ngon ý. Mình bài này thì có CC. Giáp không phép cũng được, châu vừa có máu vừa có giáp không phép luôn, không phải điên. Biết kì, nhanh lên top 1 đi. Biết kì thì top 1 rồi kì. Bảo sao dồn khó thế. Từ sau xả đấy, từ sau phải xả đấy. Cái lõi mà anh được cộng với có hai tay người đấy. Thì xếp cái nem dưới đấy, quên. Lên 8 4 ra thôi ấy. Nhưng mà vẫn có bát 3. Nhưng mà cây xa mà lên 3 chắc là đổi đồ mới có. Đóng nhắm nhạc có đọc chung rồi mà. Tí thêm đồ sau sao phải khổ đấy. Ui, cái điên à? Cái kinh rồi. Vãi. Cái một đấy. Các bạn là kiểu dạng nhiều nhà chơi Ezreal các thứ hậu cầm ấy. Đây này, như kiểu mấy nhà Ezreal này cầm bát này. Cầm đây này, hai con này. Đây cũng cầm này. Ê, tôi cầm như thế dở. Đá chấn cương. Ê. Giỏi luôn, lag luôn. Lag rồi anh em ơi. Mất mạng rồi. Ở đây rồi. Đã hết cả đồ luôn. 4.3 chưa bắt 3. Nhanh. Đã còn hồi máu nữa, dồn đam mà thắng rồi. Cái tấm dương nhá. Cái server không đổ con em không á. Mình bắt mình gọi là phụ trợ cho bài một tí chứ giờ không lên không được. Chẳng phải chờ Tuấn Dương. Còn nếu không tí vẫn phải bán sang Lucian lên chứ. Chẳng phải. Mà đổi cái nem dưới mà chưa đổi. Ê gì hình được nhé. Chưa làm một món. Không được à? Còn mỗi nó. Còn mỗi nó còn gì đâu. Mỗi dắp lửa. Ăn ba tiền thôi. Ý đập cua mà đầy tiền mà lấy cấp. Ui, hết kỹ cơ này. Thế này. Chỉ chủ cái ông. Cái gì? Chơi cái gì? Nghịch chịu được. Trời ơi, đi nếu chơi luôn. Ôi em ơi. Ui ui. Sao cái sao nó được. Không đổ nhưng vẫn đổ được nha. Tí nữa nó bốc đồ lại được đấy. Không đổ vẫn ok nha. Tí nữa bốc đồ được nha. Không đổ vẫn ok nha. Thôi lên 8 đi, lên 8 luôn. Cái này không này không cầm. Này, lên 8 đi anh ạ. Kiểu gì nếu mà nó ra nó sẽ ra. Bây giờ zone cũng lên dương làm được gì nữa. Đi, 8 đi 2 tiền. Lên 8 luôn, giữ máu. Thì mình chơi kiểu giữ máu thì rùa rùa ấy, chơi kiểu rùa rùa. Nghèm phương. Nghèm phương đi. Nghèm phương một tí đi. Mẹ nhiều nhà kia cay ép luôn. Cay luôn.
bún da ngon hơn hay là rích ngon hơn? Rích thì con này nó có đen, nó có tuyệt sắc. Bún da ngon thế, nhìn cái nhạc da nó cưng kìa, nhìn đọc đi. Hỏi hả? Cái bột mà khỏe vậy? Ê, cái bột mà khỏe thế? Vậy? Cái bột mà chiến vậy? Mình yếu quá, mình có cái đam đâu. Nó tanh khỏe mà, tanh đi nhanh ý, đi tanh đi nhanh ý. Giờ cái nhà đấu của mình nó đang cháy top 1 chưa? Đi bớt vài nhà đấy, nhà đi đấy. Máu nào cũng ra một con bát cơ, tài thế. Máu nào cũng ra một con cơ, ấy mới giỏi. Nguyễn Thị Lệ Chi đã uy scan 10.000 đồng. Thấy đuối quá chừng rồi. Cảm ơn Lệ Chi nhá. Bát, vớ giáp. Cực cực. Bốc đồ cay cay. Cái xe ba mà. Bốc đồ ngon. Không có tóc tay. Thôi bốc cực mới gãy đi. Bốc cực mới gãy. Bốc tượng rồi. Được. Không có giống được. Không giống được. Cái này nó có hệ anh ạ. Nó cho nhé. Đấy ôi. Cơm. Cơm. Ê, dích còn hơn nha. Phải có dích thì bát nó mới có đam nha. Có dích đứng dậy cũng ra rồi. Tức 2 gần nhất rồi. Phải có được từ sắc thì rác bát nó có đam được. Nó vừa có giảm đam vừa ấy mà, đừng tham. Bè lì lên 9 được mà. Đừng tham 4 da. Cố lên. Thoải mái. Cố lên. Bát bát khác hẳn, thoải mái luôn. Cố cho em đi. Tôi bổ lại mời giờ chiến 9 mà làm gì đâu. Một thêm 200k nữa kìa, 1 triệu 2 kìa. Wow, cảm ơn kéo trong thứ nha. Anh xuống à, xuống chú. Ôi lúc bi và 8 nhà cơ bát, lên được bát 3 là xuống. Đại thảo cũng có 1 con. Bát 2 con này, vẫn lên được cơ. Bát này. Thấy chưa? Đấy, có 2 nhà không cầm rồi. Toàn bát mới đũa rồi. Lên được cả sướng hay sao? Điên luôn. Top 1 300k nữa kìa. Ui. Đấy ngày Việt ạ. Ui kìa. Top 1 500 đồng mà, cảm ơn Trung Hiếu nhá. cảm ơn hết. Xả lấy cam minh ạ. Xuống cơ bàn đi em. Xuống cơ bàn đi. Thật luôn anh muốn vội luôn à. Vội. Ông ngoài cũng ra. Ấy ôi. Đã lâu rồi, đặt trước rồi. Ui nhá, lúc xử được rồi. Một sao mình có nhiều hẹ hơn mà. Mình có nhiều hẹ ra đâu cưng. Ra cưng mà. Mà chưa chắc đã mạnh đâu. Đau ấy, nhân tiện đau ấy không? Tôi một năm lốp mà, cậu thấy anh nhá. Thổi kèn đi anh à. To, bán bạc 500k luôn không? Bán bạc 500k à? Tinh không? Tinh không? Tinh ngon luôn. Tốt 10k à? Cảm ơn TXT nhá. Nhưng mà tất cả các kèo mà hôm nay trả là mình cũng ấm hết được một bữa cơm trưa, một bữa cơm tối. Top 8 10 củ à? Cảm ơn Thảo xây ra nhá. Top 1 10 củ tỏi à? Ok, Thành Long ơi, nhà đang chưa có tỏi. Làm một thứ gia vị luôn. Yeah. Mùi như chanh nào? Chanh tỏi ớt. Wow. Chúng mình sẽ ăn. Xa xíu. Spa. Chân gà rút trường. Tôi bổ 100k nha. Ui cậu ơn Hùng KKM nhá. Tao tí tiết của Vera, đúng vậy. Trời ơi. Kèo, nhiều kèo ấy. Cho em hỏi được bảo không điểm thì đánh thua tiếp có bị tụt xuống quả kim không anh nhá? Không. Nhiều hello thôi. Tôi bổ 100k nha. Cảm ơn TH nhá. Top 1 rách 97 à. Wow. Yeah. Căng ấy, 1.97 hơi căng ấy, kéo căng ấy. Đấu Lucian nhá. Cú nào Lucian luôn. Cú nào Lucian luôn, ai cho lấy lại. Ở biết đâu. Giao điện Lucian. Nhận ế. Cũng xanh. Không biết chắc anh cũng xanh, chấm 3 không có. Cũng xanh thế. Top 1 Sơn Tùng MTV.
Đấy, con này đấy, phải chờ đồ Lucian anh em. Chứ cho con này thì hơi phí, kiểu nó sắp đứng đơn, mục tiêu. Thôi cho đi. Giờ sau còn 9 túi, 13 tiền chứ mấy. Thế cho luôn nó cầm đi, cho luôn nó cầm đi. Thì chắc khó chịu nhé. Vứt tay chèo cho em, anh giờ đây. Ok. Anh giờ đây vứt tay chèo cho em nhá. Tay luôn. Anh chèo lái ổn định nào. Được búng ra hay không? Ồ đúng nhỉ? Chắc còn hơn đấy. Chắc còn hơn đấy, chắc còn hơn đấy. Sao lại đã thương? Đã thương. Ok, chưa tải đâu. Số tài khoản luôn kìa. Đâu. Số khoản ở trong click bio nhé, kẻ dẫn bất chút thứ ơi. Trong click bio của mình nhé. Hoặc là bạn có thể qua bên kênh ITB thì có sẵn. Tại vì bên top top thì không ghim được số tài khoản. Cảm ơn chưa tải nhé. Có đọc đúng không? Có đọc đúng không? Đọc ăn gậy đấy. Tại vì đấy là thông tin cá nhân. Thành ra là top top nó không chói. Kêu à chúng tôi 100. Anh em ạ, con kêu này nó vừa quản cho mình một bát cơm. Anh ạ. Không đau. Xin bát cơm. Anh cứ đánh này, đánh vào mặt em được. Một tiếng, thiếu một tiếng. Giả thế chứ nị. Hai Facebook của kích ra không mắc có nhá. Tôi mua một con số 3 kìa, 10 tỷ đấy, 10 tỏi đấy. Một ông bên phải, Pinky không thấy xa lái không? Để Phương GB anh em nhá. Anh em có thể tìm kênh Phương GB nhá. Ừ, Phương GB. À đây, đây mình comment luôn nhá anh em ơi. Mình comment lên top top luôn nhá. Phương có được xuất cơm free bỡ ác ghê à. Sinh set boy đã rescan 10.000 đồng. A ơi e buồn quá đi e muốn quay lại versus nick nên em miss có tam xem a đây e buồn quá. Quay lại với người yêu cũ nên em có. Cảm ơn Sinh nha. Ờ, mình vừa comment ấy mà bạn nào quay mình lại mình với muốn người yêu xem cũ à. Bạn nào muốn xem like của mình có thể follow bên top top nhá. Thế mọi người. Dưới mạnh ấy. Nhà này lên 9 rồi, chẳng mạnh. Nhà này khắc tinh mình à. Ai da, từ nhá, cái ông này hơi khó chịu nha. Chi đã uy scan 10.000 đồng, sàn đấu giá top 1 à mọi người. Kéo đại chi nhá. Đây. Kéo đại chi, kéo đại chi nhá. Đây chị Thảo ơi, đây, lại comment 3 chữ đây nhá. Bay cả top 1 à, bình tĩnh. Này 4 ra anh em ạ, này 4 ra anh bình tĩnh. Cứ chờ đấy. Sao em không muốn comment đâu à? Top 1 20k chứ không anh à, cảm ơn Pháp Phạm nhá. Ui. Nó có lỗi nắm đỡ đối thủ thì lại chẳng ăn mình á. Không sao, mình có nhà giao lúc cưng mà. Lâu về dài mình cả rất mà. Ui. Đấy, Phương ở bên với comment kia. Anh em ạ, đây kênh của mình ấy. Ai chưa follow thì cho để lại một follow để có thể theo dõi các buổi phát trực tiếp mình nhá. Xin chào mọi người. Ôi ôi. Cái bài nó chiến trường luôn á. Anh ơi. Bốc đồ không? Bốc đồ 3-4 nguồn đam không? Cái sao luôn không? Giáp lửa. Bốc lửa mày. Gì đấy? Điên đấy. Lên 10 lên xạ đấy anh em, lên 10. Kẹp lên xạ. Nhịn cho em. Lên 10. Nhịn cái gì đấy? Thích đi đâu vậy? Tạch tạch ra một tí, trụng làm gì? 3, 3 là cái gì? À bốc đồ hả? Hay cái gì đấy? Cái gì mà tanh yếu anh em ơi, 4 ra tanh còn yếu. Ra tao ra bốc ra rồi mà. Đâu bốc cho con này cô đâu. Kệ. À ý là cái này cứ bốc cho ra thôi, cái này phải cả tim. Ừ, cái ra cả tim. Rồi ôi. Lên cho anh em con bài. Lên cho anh em con bài. Nhạc ra đồ cưng. Cơm xí á xíu đó anh quá. Kệ nên hai pick up lên này. Wow. Si ba. Ê tí không. Có gỡ đồ. Bình thường không sao, không sao, sợ cái gì, liên xạ luôn. Bật sắt liên xạ ở đây. Xin một chú liên xạ ha. 80 tiền à, 80 tiền chỉ phải 2 round, 3 round nữa cơ. Nhịn được. À, cái nhà kia mạnh thế, cái nhà xung la kia nhìn mạnh thế. Căng thế, không sao. Không đép luôn nhá. Cân được. Thật ra thì không biết lên 10 kiếm 1 2 ngon hơn không? Sao giết 2 ngon hơn không? Ngon. Nhiều hệ. Lên 10 tự ra. Đúng không? Bây giờ đã chưa ra rồi là phải tự ra chứ. Ra. Kinh thế. Này kinh lắm, nhìn em nhìn này em biết rồi. Quá rồi, đã. Mày đã chết rồi. Trời ơi, quá rồi, cố lên. Mạnh thế. Đáng lên anh ơi. Các bạn là không biết phao ba ấy. Không, tí anh phải biết góc ấy, còn Akali nãy nó quẹt cái. Úi giời ơi, bạn ơi. Muốn chín không? Muốn chín quá. Đi,
lúc tương trợ xem như nào. Xếp bài đi. Rồi. Xin tức một thì cho à? Tức một hai lít anh à, cảm ơn anh Trần nhá. Hỏi không? Diễn viên gì không? Đăng ký diễn viên. Gọi 4. Không sao, nhà này cân được, anh nhà cân được. Nhà này không có tuổi anh em ạ, mình lên 9 không có tuổi. Bộ để được nha, được nha. Đấu, 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 đấu. Đấu, 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 lên xạ không? Lên xạ cái cú. Kì đê năm kì đê. Diệt 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 phải là diệt đấy, phải là diệt đấy. Cố lên anh ơi, cố lên. Mình đang nhiều keo. Keo quá bạn ơi. Ăn chiêu. Ăn chiêu không à? Anh ơi, cố gắng lên. Hai cái diệt luôn nó chiến. Chuyển 2 à? Chuyển 2 rồi, chuyển 2 rồi, căng nhé. Không, không, không là dở đấy, tự nhiên đấy. Bè dồn con lên, cứ chắc là chuyển 2, chuyển 2 giống người ta được không? Không biết nữa. Rôn à, người ta rôn hết rồi, giờ mới nâng lên 10. Còn người ta lại còn là tập đơn lên xã đi. Cái gì đấy, cái gì đấy? Ủa diệt 2, 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 diệt. Lại ơi, cố lên, sợ lại ơi. Lại ơi, trời ơi, người ta lắp. Chúng ta đang chín với 10 rồi. Sao 10, sao 10. Sao 10, không khác không, không có khác đâu. Phải khác đấy. Chỗ lên rồi, nghe ai trao đấy. Ê, 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 con cái xa cái mũ thích nghi nhá. Mũ thích nghi cho dưới không? Xin hai lên luôn đầu đi, hưởng kia đi. À, phải hàng ba mới được. Càng ghê. 40%. Vay khá xíu rồi anh ơi, cố gắng lên. Cố gắng lên.